Mùa đông cũng đã bắt đầu đến, Lăng Văn Triệt lấy cớ mang cơm để bước vào phòng Như Ý. So với ngày xưa, giờ đây hắn đã mang theo vài phần cung kính, hành lễ rồi mới nói: "Chúc mừng nương nương, sau giờ ngọ ngày mai, có thể đi ra ngoài được rồi." Như Ý nhìn hắn mỉm cười: "Cũng tốt, ngươi cuối cùng cũng bớt đi một cái phiền toái." Nàng lấy ra đôi giày nói: "Tay nghề ta không giỏi, cho nên mới nhờ nhị tâm may cho ngươi đôi giày. Hai chân của ngươi không còn chịu phong sương khổ cực nữa." Lăng Văn Triệt vuốt ve đôi giày kia, chỉ là đôi giày bình thường, nhưng không biết sao hắn lại nghĩ tới Yến Uyển. Lúc trước chỉ có Yến Uyển đối tốt với hắn, quan tâm tới hắn từng ly từng tí, nhưng giờ đây lại có Như Ý mà đối xử tốt với hắn. Hắn cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc phập phồng trong lòng, xúc động nói: "Đa tạ nương nương." Hắn nhìn Như Ý đang tươi cười, dường như nương nương đang vui vẻ. "Ngày chờ mong cuối cùng cũng đã đến, cho nên ta mới thấy vui vẻ. Mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, hôm nay ta cũng phải vui vẻ trước đã. Nương nương nhất tâm phải ra đi sao?" Như Ý mỉm cười nói: "Ở đây cũng chết, mà ra ngoài kia cũng không tránh khỏi cái chết, nhưng ta lại muốn tranh đấu một lần xem sao." Lăng Văn Triệt nghe lời nói dịu dàng của nàng, không biết sao hắn lại cảm thấy trong lòng sinh ra một ý nghĩ hào hùng. Nhiều năm như vậy, hắn luôn bị người khác xem thường, nhiều năm như vậy không được xuất đầu, tâm tư của hắn sao lại không giống Như Ý được chứ? Không đánh cược một phen, thử một lần, chẳng phải là cô phụ chính mình, cô phụ cả đời này sao? Hắn ôm chặt đôi giày kia, tâm ý thay đổi thật nhanh, hắn liền thành khẩn thỉnh cầu: "Nếu nương nương nguyện ý, có thể đưa nô tài ra khỏi lãnh cung để tìm kiếm một chút tiền đồ không ạ?" Như Ý híp hai mắt lại: "Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Vì sao?" Hắn thản nhiên nói: "Vì nô tài cũng giống như nương nương, trong lòng không cam tâm, trong lòng có sở cầu." Như Ý lạnh nhạt cười, nhìn ánh trăng đang từ từ dâng lên từ phía chân trời, vui vẻ ngâm tụng nói: "Trúc viện mới tình dạ, tùng sông chưa nằm khi, cùng cầm vì lão bạn, cùng nguyệt có thu kỳ, ngọc chẩn lâm phong lâu, kim ba ra vụ trì, u âm đại sáng sớm, duy là tâm ta biết." Đây là bài thơ đối cầm thị nguyệt của Bạch Cư Dị, tuy rằng hợp với chi cảnh trước mắt nhưng lại thiếu đi tiếng đàn, cho nên không đủ phong nhã. Ta lại chỉ thích câu "u âm đại sáng sớm, duy là ta tâm biết". Ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, ta vẫn không có gì báo đáp. Thôi thì ta sẽ giúp ngươi có được cái tiền đồ sáng lạng để cảm tạ ngươi vậy. Lăng Văn Triệt cảm thấy vui mừng, nhất thời cũng không biết nói gì, cho nên chỉ im lặng mỉm cười. Như Ý nhìn ánh trăng vẹn tròn, cũng không thôi mỉm cười. Sau giờ ngọ ngày mai, Lý Ngọc mang theo hai tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế là Tiến Trung và Tiến Bảo đến lãnh cung chờ đón, hầu hạ trang điểm thay quần áo cho Như Ý là hai lão ma ma đã hầu hạ cho hoàng đế nhiều năm. Hai vị cô cô tay chân lưu loát làm việc, trên người Như Ý mặc bào phục hoàng kim, đầu đội linh quan, trang sức đầy đủ. Như Ý nhìn bộ xiêm y kim quan kia, cười nói: "Chỉ là bổn cung được trở về nhà thôi mà, cứ như là ăn mừng ngày Tết. Bổn cung rời khỏi nơi này, sao lại vui vẻ đại minh đại phóng ra khắp trời đất vậy chứ?" Lý Ngọc vội cười nói: "Ý của nhàn phi nương nương là..." Như Ý lại cười nói: "Bổn cung trở về để gặp phu quân của mình, cần gì phải ăn mặc long trọng, huy hoàng như vậy chứ, khiến người ta chê cười, chỉ cần mặc xiêm y bình thường là được rồi." Lý Ngọc hiểu ý, lập tức phân phó cung nhân mang một y phục mới đến, rồi để cho đám mama thay Như Ý trang điểm. Như Ý trang điểm ổn thỏa, Lý Ngọc đỡ tay Như Ý từ từ đứng dậy: "Xiêm y này là do ngươi chọn lựa sao?" "Là văn sức uyên ương." Lý Ngọc mỉm cười nói: "Nô tài sao có thể chọn được cái này chứ, là do hoàng thượng chọn lựa đó ạ." Như Ý cúi đầu, nhìn kỹ văn sức uyên ương tinh xảo kia, nàng cũng không nói gì. Lý Ngọc đỡ tay nàng chậm rãi bước ra khỏi lãnh cung. Cánh cửa lãnh cung liền đóng lại, nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại lần nữa, là hành lang gấp khúc đầy bụi, là nơi có đầy mạng nhện, là rêu xanh ẩm ướt quanh năm ở vách tường. Nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Giờ khắc này đây, nàng muốn chính mình phải nhớ cho thật kỹ, không được trở lại nơi này, không được rơi xuống tình cảnh đó thêm lần nữa. Như Ý kiên quyết xoay người đi,
đỡ lấy tay Lý Ngọc vẫn bước ra đi. Vẫn là con phố quen thuộc, xung quanh là Lục Cung, là Khâm An Điện, là Sáu Phương Trai, là Trữ Tú Cung, đều giống như ngày xưa, không có gì khác biệt, là đường đi nền gạch xanh hoa văn, tất cả đều quen thuộc. Nàng từng bước đạp vững vàng trên mặt đường, như là đạp cái cảm xúc phập phồng của chính mình. Nàng rốt cuộc cũng được đi ra, đám cung nhân hai bên thấy nàng trầm ổn bước đi, liền vội quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng. Như ý định thần khí lực, âm thầm cảm thấy may mắn khi thấy mình thích ứng nhanh với kiểu sinh hoạt ngày xưa như vậy. Nàng đi đến trước cửa Trữ Tú Cung thì đã thấy một nhan sắc cực kỳ diễm lệ và một thị nữ đứng ở ngoài cửa. Người kia nhìn nàng nhẹ nhàng hành lễ, nhàn phi nương nương vạn phúc kim an. Như ý thấy nàng mi mục đẹp đẽ không thể tả được, quần áo trang điểm cũng phá lệ hoa quý. Chỉ là nàng thấy thập phần xa lạ, liền mất tự nhiên nói, vị này là... Lý Ngọc vội nói, là chủ vị Trữ Tú Cung, Thư Tần Diệp Hách Na Lạp Thị ạ. Như ý hơi gật đầu, Thư Tần muội muội có lễ, chỉ là thời tiết lạnh như vậy, sao muội muội lại đứng ở đầu gió như vậy chứ? Thần sắc Thư Tần thản nhiên, hôm nay muội muội và nhàn phi nương nương đều gặp chuyện vui, cho nên mới đứng đây chờ đợi nương nương nhập chủ Dực Khôn Cung. Nguyên lai Như ý ra khỏi lãnh cung, liền trở lại vị trí cũ là nhàn phi. Hoàng đế phá lệ tấn phong thư quý nhân Diệp Hách Na Lạp Thị thành Thư Tần. Hai việc này xảy ra cùng một lúc, càng khiến cho mọi người chú ý. Chuyện chợt phong tần trong hậu cung là điều cực kỳ hiếm thấy. Kim Ngọc Nghiên sinh dục tứ A Ca, ân sủng không thể đếm được mà cũng chỉ được phong chức tần. Hải Lan có thai cũng chỉ được phong quý nhân. Có thể thấy được vị Diệp Hách Na Lạp Thị này thiện thừa thánh ý thế nào. Không biết nàng cố tình hay vô tình, mà đối với hoàng đế, nàng lại uyển chuyển quyến rũ, nhưng đối với người bên ngoài lại lạnh lùng, không để ý tới ai, cho nên nàng không quá thân thiết với mọi người ở hậu cung. Giờ phút này đây, nàng chờ đón bên ngoài, cố ý chờ Như ý để thỉnh an, cũng không biết có dụng ý gì. Lý Ngọc chỉ phải lấy cớ sắc trời cũng không còn sớm, cho nên phải đưa Như ý đến Dực Khôn Cung. Dực Khôn Cung là cung lớn nhất của Đông Lục Cung, cùng với Trường Xuân Cung của Hoàng hậu Phú Sát Thị chạy song song, chiếu rọi lẫn nhau. Ngũ gian chính điện và hành lang trước sau của Dực Khôn Cung đều vẽ cảnh đẹp ở gian nam. Mỗi một bức họa đều là những nơi mà hoàng đế yêu thích. Trong gian chính điện có bình phong, cung phiến, có tấm biển, có dung đức đại do hoàng đế ngự bút ban cho. Như ý thấy bài trí trong điện tuy không xa hoa, nhưng mỗi vật đều mang vẻ thanh lịch, hiển nhiên là chứa đầy tâm tư. Lý Ngọc vội nói, nương nương đã đi đường vất vả, bên phía tây Noãn Cát đã chuẩn bị ít trà bánh, thỉnh nương nương tới đó dùng đi ạ. Như ý từ trong chính điện đi ra phía ngoài, liền phát giác Lý Ngọc đã an bài, đưa những cung nhân hầu hạ cũ ngày xưa ở Diên Hy Cung đến Dực Khôn Cung. Tất cả đều là nhờ có Tam Bảo ở bên ngoài chiếu ứng, nàng thấy yên lòng, rồi mới đi đến phía tây Noãn Cát. Nàng vừa đến thì đã thấy một người đang ngồi trên Noãn Cát, chậm rãi châm trà uống, hoảng thanh nói, nàng đã trở lại rồi sao? Là giọng điệu kia, mang theo phảng phất nàng vẫn ở bên cạnh hắn, chưa bao giờ bị vứt bỏ, luôn chưa từng rời xa. Đã 3 năm trôi qua, giọng điệu hắn vẫn như vậy, hắn chậm rãi vươn tay về phía nàng. Trong nháy mắt, Như ý có chút chần chừ, không biết nên vươn tay đáp lại hắn hay không. Hoàng đế nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía nàng, ôm lấy nàng, trạm biết nàng đã chịu ủy khuất. Hắn yên lặng một chút rồi nói, Như ý, trẫm sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Trong nháy mắt, nàng không ngăn được nước mắt rơi xuống. Hắn biết, hắn đều biết, đáy lòng ủy khuất nhiều năm chợt biến thành phẫn hận vô hạn. Như ý dùng lực giãy dụ, cố thoát khỏi cái ôm ấp của hoàng đế, giọng căm hận nói, vì sao? Rõ ràng hoàng thượng tin tưởng thần thiếp, nhưng sao lại đem nhốt thần thiếp vào lãnh cung chứ? Hoàng đế trấn an vỗ về nàng, ôn nhu nói, bởi vì trẫm tin nàng, cho nên mới đưa nàng vào lãnh cung. Có như vậy mới dứt tuyệt ý niệm của những người muốn hãm hại nàng. Cho nên trẫm mới cố ý không quan tâm nàng, cố ý không để ý chút nào việc nàng ở lãnh cung. Trẫm chỉ là hy vọng mọi người có thể bỏ qua nàng, ít nhất giữ lại được tính mạng của nàng. Nhưng mà Như ý, đến cuối cùng trẫm vẫn phát hiện ra rằng lãnh cung cũng không thể che chở được nàng. Chỉ có nàng ở bên cạnh trẫm thì nàng mới an toàn nhất, ổn thỏa nhất. Lời nói của hoàng đế dường như nghe rất vô lý, nhưng ngẫm nghĩ từng từ từng chữ, đúng là có tình có lý. Nàng không còn cách nào khác, đành phải cân nhắc suy nghĩ lại.
là chính hắn đưa nàng đến lãnh cung và cũng chính hắn đưa nàng ra khỏi nơi đó. Có lẽ hắn thật sự kinh hoảng, sợ nàng sẽ bị hạ độc thạch tín mà chết, sợ nàng sẽ bị hỏa thiêu, cho nên dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đã kéo nàng ra khỏi nơi đó, đưa nàng về lại bên cạnh hắn. Như Ý khóc nức nở, nước mắt thấm ướt y phục trên vai hắn. Chiếc cầm hoàng đế đặt lên trán nàng, thanh âm nhu hòa mềm mại như một đoạn tơ lụa thượng hạng. Trạm biết trong lòng nàng có rất nhiều điều không tin. Chung quy 3 năm qua, nàng cũng không có ở bên cạnh Trẩm. Nàng yên tâm, sau này Trẩm sẽ nói kỹ cho nàng nghe từng chuyện. Dường như hoàng đế hiểu rõ nàng vẫn chưa quen những điều đó, cho nên chỉ an ủi vài câu, rồi đi về dưỡng tâm điện. Như Ý bị hắn ôm chặt mà nói nhiều như vậy, nàng cảm thấy trong lòng như trút bỏ được gánh nặng. Nàng ngồi xuống noãn cát, nhìn vào ánh mặt trời phản chiếu trong chén nước trà trong veo, nhất thời có chút thất thần. Nàng bỗng nhiên nghe được tiếng gọi quen thuộc bên ngoài. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tỷ cũng đã quay về. Như Ý quay đầu, thấy Hải Lan, Diệp Tâm và Lục Ngân đang đứng trước cửa. Cả ba người đều đang thở hổn hển, trên mặt không nhịn được tươi cười, ánh mắt vui sướng mà chứa đầy nước mắt nhìn về phía nàng. Như Ý vừa mới đứng lên, bên trong đôi mắt liền xuất hiện nước mắt. Nàng kìm lòng không được, nước mắt liền rơi. Nàng tiến lên vài bước, cầm tay Hải Lan nói: "Sao muội lại đến đây? Muội vẫn chưa khỏe cơ mà, ta đang định đến thăm muội đây." Muội muội đã đến sớm thì thấy Liễn Kiệu hoàng thượng bên ngoài, cho nên chờ đợi hoàng thượng đi khỏi thì mới dám tiến vào. Hải Lan nắm chặt tay Như Ý, không chịu thả lỏng, nhìn dáng người Như Ý từ trên xuống dưới nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ gầy đi nhiều quá, tỷ tỷ đã chịu khổ rồi, đều là do muội muội vô dụng. Nếu muội vô dụng thì còn có ai trong tối ngoài sáng chiếu cố ta mấy năm nay được chứ?" Trong lòng tích tụ cảm động nhiều năm, Như Ý rưng rưng kéo Hải Lan ngồi xuống: "Mau ngồi xuống nói chuyện đi." Nàng liền phân phó: "Hải quý nhân mang thai không thể uống trà, dâng canh táo đỏ lên đây." Cũng đã 3 năm rồi, Như Ý không nhìn thấy Hải Lan, bây giờ nhìn thấy vẫn là không khỏi hoảng sợ. Tuy rằng nàng cũng biết nữ nhân mang thai thì phải mập lên, nhưng nàng không ngờ Hải Lan lại mập đến như vậy. Thân hình thon gầy của Hải Lan lúc trước bây giờ đã biến thành mập mạp như hai người lớn hợp lại. Mỗi khi bước đi thì phải cần 2-3 người đỡ lấy nàng, giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. Ngay cả y phục trường bào cũng không thể che chắn được thân thể mập mạp vô cùng của Hải Lan, cho nên mỗi lần nàng cử động đều phát ra khổ sở. Hải Lan vừa mới ngồi xuống, dường như nhớ tới điều gì, liền đỡ tay Diệp Tâm quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp Hải quý nhân Diên Hy cung bái kiến nhàn phi nương nương." Như Ý lắp bắp kinh hãi, vội đỡ lấy nàng nói: "Thân người nặng nề như vậy rồi, cần gì phải hành lễ chứ, mau ngồi xuống đi." Hải Lan đứng dậy khổ sở mỉm cười: "Chỉ có hành lễ tỷ tỷ thì muội muội mới cảm thấy an tâm, muội muội mới chắc chắn tỷ tỷ đã thật sự quay trở lại." "Muội vẫn còn không yên tâm sao? Bây giờ ta đã đứng rõ ràng trước mặt muội rồi. Giờ đây ta không còn cách ván cửa mà nói chuyện với muội, không còn nhìn muội chơi diều báo bình an nữa rồi." Như Ý cười mà nước mắt cứ rơi, nhìn Hải Lan nói: "Nghe nói muội bị trúng độc Chu Sa và Thủy Ngân, có làm hại đến thai nhi không? Muội có biết là ai làm không?" Hải Lan xoa ngực thở hổn hển, uống một ngụm canh táo đỏ nói: "Cũng không biết là ai muốn hại muội, nhưng ngẫu nhiên lại có thể giải cứu được tỷ tỷ. Thái y đã xem ra rồi, mọi chuyện đều không có vấn đề gì." Nàng cúi đầu vỗ về cái bụng của mình nói: "Nếu một chút khổ sở như vậy mà không chịu được thì hài tử này không thể sống được trong cung và cũng không thể làm hài tử của chúng ta được." Như Ý hơi lắp bắp kinh hãi: "Hài tử của chúng ta ư?" Hải Lan lại cười nói: "Cũng không phải sao, bây giờ Thuần Phi đang nuôi nấng Đại A Ca và Tam A Ca. Nổi bật không thể nói, Tứ A Ca của gia tần được hoàng thượng chung ái, nếu không có việc gì thì ngày nào cũng đến thăm vài lần. Xem tình thế này, Thuần Phi nuôi nấng Đại A Ca rất tốt, sẽ không trả lại cho tỷ tỷ nuôi nấng. Như vậy tỷ tỷ, muội nghĩ tại sao tỷ tỷ không có hài tử được chứ?" Tâm tư Như Ý bị kích động, nàng vẫn không có hài tử của riêng mình, cho nên nghe được câu này của Hải Lan, nàng chợt hiểu rõ thâm ý, bất giác kích động nói: "Quả thật như vậy sao?" Hải Lan hơi cúi đầu khóc nói: "Muội muội cho tỷ tỷ xem một thứ." Nàng nhìn Diệp Tâm và Lục Ngân đang khoanh tay đứng hầu ở ngoài cửa, cũng không muốn cho hai nàng ta đi vào giúp đỡ, mà một mình nàng nắm tay Như Ý đi vào tẩm điện. Như Ý không biết nàng đang tính toán điều gì, nhất thời cũng không tiện gọi cung nhân.
Như ý chỉ thấy Hải Lan cởi bỏ từng y phục trên người xuống, cuối cùng chỉ còn trừ lại cái yếm thêu hình hoa mẫu đơn xanh nhạt. Như ý lúc đầu nhìn không rõ, lúc sau nhìn kỹ da thịt vùng bụng của Hải Lan, nhất thời sợ tới mức trợn mắt há mồm, theo bản năng mà che miệng lại. Da thịt Hải Lan vốn dị trắng nõn, lại được ở trong cung nhiều năm, mỗi ngày đều lấy hương phấn dưỡng da, cho nên da thịt trắng như ngọc. Nhưng bây giờ trên da thịt nàng phủ đầy vết thâm nhợt nhạt màu hồng hoặc màu tím đỏ. Cái vết thâm kia cực kỳ đáng kinh ngạc mà đáng sợ, khiến người nhìn cũng kinh tâm. Như ý cả kinh nói, tại sao lại như vậy? Sao thân người của muội lại trở thành như vậy? Hải Lan rơi lệ, nhưng thần sắc vẫn còn bình tĩnh. Bắt đầu từ tháng thứ 5 thì đã mập lên. Thái y cũng không biết vì sao muội lại mập lên nhanh như vậy, chỉ nói khẩu vị của muội tốt mà thôi. Muội cứ nghĩ là do muội đói nên ăn nhiều, người mập lên, ai ngờ đâu lại xuất hiện những vết thâm này. Như ý cực lực bình tĩnh nói, muội đừng lo, chúng ta giờ đã có Giang Thái y rồi, để ta hỏi hắn có thuốc nào để chữa trị những vết thâm kia không. Hải Lan thê lương lắc đầu, lấy y phục mặc lại nói, không kịp nữa rồi, tỷ tỷ, muội đã hỏi và dùng qua các cách mà các ma ma hầu hạ sinh sản nói, nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Chỉ sợ sau khi sinh xong hài tử, hoàng thượng nhìn thấy những vết rạn này thì sẽ thấy ghê tởm muội mà thôi. Như ý thay nàng mặc lại từng xiêm y nói, không có chuyện đó đâu, chờ muội sinh hạ được hài tử, nhất định chúng ta có thể tìm được cách khác. Hải Lan khôi phục lại rất nhanh cái trấn định ngày xưa, lẳng lặng nói, muội biết ân sủng cả đời của muội cũng đã gần hết, vị phân của muội muội thấp, hài tử sinh ra chắc chắn sẽ không được nuôi nấng bên cạnh. Nếu đưa đến Hiệp Vương Điện thì không bằng giao cho tỷ tỷ nuôi nấng, có như vậy muội muội mới nhìn nó trưởng thành. Như ý vỗ về tay nàng an ủi nói, nếu muội yên tâm mà giao hài tử cho ta, ta nhất định sẽ xem nó như con đẻ của mình. Hải Lan kéo tay nàng ra ngoài, tỷ tỷ chỉ để ý lo lắng cho muội, dù sao hài tử có thể bình an là tốt rồi, còn tỷ tỷ. Nàng nhìn xung quanh bốn phía hỏi nhỏ, trong người tỷ tỷ còn lưu lại dư độc thạch tính kia không? Như ý cười nói, có muội và Giang Thái Y nắm chắc đúng mực, cho nên yên tâm đi, nếu thật sự có sai sót thì sao ta có thể đứng trước mặt muội như lúc này chứ? Trong mắt Hải Lan chợt lóe lên một tia trầm ổn, mỉm cười bình tĩnh, đôi khi vì mạng sống, vì phản kích mà dùng hiểm chiêu, chỉ cần tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi. Như ý tiễn Hải Lan quay trở về. Tuy thấy nàng mỉm cười, nhưng Như ý biết rõ trong lòng Hải Lan luôn luôn lo lắng. Toàn bộ trong hậu cung, chỉ có một mình Hải Lan chân tâm chân ý đối tốt với nàng. Nhưng mà Hải Lan tuy đang mang long thai, nhận hết vinh sủng, thế nhưng tương lai thế nào, thật sự không thể biết được. Vì vậy nàng chỉ có thể thay Hải Lan chăm sóc dưỡng dục hài tử của Hải Lan mà thôi. Suy nghĩ miên man như vậy cũng đã đến bữa tối. Như ý và Nhị Tâm thời còn ở lãnh cung ăn chay đã quen, nay chợt nhìn đầy đủ món ăn tinh xảo trên bàn cũng không khỏi có chút xúc động. Nàng vừa mới khỏi bệnh cho nên khẩu vị cũng không tốt, cho nên mỗi món chỉ dùng một ít, phần còn lại đều thưởng cho hạ nhân. Nàng lưu lại Tam Bảo và Nhị Tâm dặn nói, hãy xem xét lại cung nhân, tuyệt đối không được sinh ra một a nhược thứ hai. Tam Bảo nghiêm nghị nói, nô tài đều đã kiểm tra cẩn thận, Lý Ngọc Công Công cũng đã tự mình chọn người, với lại nô tài cũng sẽ cẩn thận lưu ý. Nhị Tâm nói, gặp một người như vậy đủ chết rồi, tuyệt đối không thể gặp người thứ hai. Như ý hơi gật đầu, thong thả bước đi trong sân viện. Nàng ngưng thần một lát rồi nói, Nhị Tâm, thay quần áo cho ta. Như ý mặc một bộ trang phục đơn giản, nàng phủ thêm một chiếc áo choàng, rồi cùng Nhị Tâm đi đến trước cửa Từ Ninh Cung. Phúc Gia đứng ở bên ngoài, liền thấy nàng đến mà không có chút kinh ngạc, chỉ nói, nương nương vào đi, Thái hậu đã chuẩn bị trà đợi nương nương rồi đó. Như ý nhanh nhẹn đi vào, mấy năm nay không vào Từ Ninh Cung, giờ đây mới thấy bố trí trong Từ Ninh Cung ngày càng tinh xảo và xa hoa. Như ý vén áo thi lễ nói, lâu rồi chưa được thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu vạn phúc kim an, phúc thọ duyên niên. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Thái hậu mỉm cười liền nói, Thái hậu luôn thích đốt đàn hương, hôm nay sao lại không đốt vậy ạ? Thái hậu cười nói, ta đã pha sẵn trà ngon dành cho ngươi, nếu dùng đàn hương thì mùi đàn hương sẽ làm mùi trà bay mất, như vậy sẽ không ngon, mau ngồi xuống đi. Như ý mỉm cười liền ngồi xuống, Thái hậu biết thần thiếp tối nay sẽ đến sao? Thái hậu đẩy chén trà sang cho Như ý, là trà Tiểu Long Đoàn loại thượng hạng, nguyên là tinh phẩm lá trà của Tống Triều, ngươi nếm thử đi.
Ánh mắt Thái hậu bình tĩnh mà ôn hòa, nếu ngươi không đến, chẳng phải sẽ cô phụ trà ngon của ai gia sao? Như Ý nhẹ nhàng uống một ngụm, kính cẩn nói, thần thiếp không dám cô phụ. Thái hậu nhắm mắt lại suy nghĩ trầm ngâm, thật lâu sau mới nở nụ cười, cuối cùng ngươi cũng được ra ngoài rồi. Như Ý cúi đầu nói, có Thái hậu chiếu cố, thần thiếp không dám cam chịu. Thái hậu gật đầu nói, ngươi cũng là người thông minh, biết lợi dụng âm mưu hỏa thiêu đốt ngươi trong lãnh cung của người khác mà tìm hướng lợi cho mình. Bây giờ hoàng thượng đều nghi ngờ Tuệ Quý Phi và Thần Quý Nhân dùng thạch tính hãm hại ngươi, ngay cả hoàng hậu cũng không thoát được liên can. Nhưng Ai Gia lại muốn biết, nếu không phải do chính mình hạ độc mình, thì sao còn có thể giữ được tính mạng chứ? Trong lòng Như Ý trầm xuống, chỉ cảm thấy trong tâm lạnh thấu, dĩ nhiên kìm lòng không được quỳ xuống nói, Thái hậu anh minh, thần thiếp không dám lừa gạt Thái hậu. Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một cái, ngươi đúng là người thành thật. Như Ý vẫn cúi đầu phục tùng, thần thiếp dám lừa gạt người khác, nhưng không dám lừa gạt Thái hậu. Thái hậu cười hòa nhã, lấy tay đỡ nàng đứng dậy, được rồi, vừa mới khỏi bệnh, đừng động một chút là quỳ. Hoàng đế nghi ngờ các nàng ta cũng đúng, bởi vì các nàng ta làm quá, một hai không chịu bỏ qua cho ngươi, nếu không thì làm sao hoàng đế lại thả ngươi ra khỏi lãnh cung ngay chứ, chỉ là ngươi về sau sẽ tính toán thế nào đây. Nước trong chén trà cũng dần lạnh đi, Như Ý đứng ở bên cạnh Thái hậu, lắng nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, phảng phất như gió trong lòng nàng. Thần thiếp vốn dĩ không có chỗ nào để dựa vào, chỉ có được Thái hậu thương hại mà có thể lay lắt sống trong cung, mọi chuyện sau này còn xin Thái hậu thương xót. Thái hậu hơi gật đầu, ngươi luôn hiểu chuyện, tất nhiên là rất tốt. Xuất thân của hoàng hậu Phú Sát Thị là Mãn Thanh hiển quý, có lão thần Trương Đình Ngọc bên cạnh, Cao Bân phụ thân của Tuệ Quý Phi ở trong triều được hoàng đế nể trọng, là nhân tài kiệt xuất người Hán. Tuệ Quý Phi luôn dựa vào hoàng hậu, hai người bọn họ luôn hỗ trợ lẫn nhau mà gây ra sóng gió. Ai gia không thích trong cung chỉ có một chùm hoa diễm liệt như vậy, trăm hoa đua nở mới là thắng cảnh chân chính. Nếu ngươi có thể hiểu được điều này thì cũng có thể sinh tồn được. Kỳ thật Như Ý cũng có vài phần nghi hoặc, Thái hậu đã có quyền cao chức trọng, vì sao lại còn để ý như vậy? Ý niệm vừa chuyển trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội quỳ gối nói, Đoan Thục trưởng công chúa đã gả cho Mông Cổ, nay chỉ còn có Nhu Thục trưởng công chúa, được Trang Thân Vương nuôi dưỡng trong phủ, thần thiếp vô năng, chỉ nghĩ phải làm sao để cho hai vị công chúa hiếu kính với Hoàng Thái hậu, phụng dưỡng Thái hậu bảo dưỡng tuổi thọ, mới là điều tốt. Thái hậu nghe được lời ấy, tự hồ tâm địa xúc động, thần sắc cũng nhu hòa, ngươi đã hiểu rõ, Ai Gia sẽ nhận một phần hiếu tâm này của ngươi. Như Ý nghe vậy, trong lòng mới thấy yên tâm, rồi đứng dậy cáo từ quay về. Nàng quay về liền đi ngủ, đêm đầu tiên một mình ở Dực Khung Cung, nàng mơ thấy nhân thế, nàng mơ thấy cô mẫu của nàng. Cô mẫu của nàng mặc y quan hoàng hậu, chỉ là nhìn nàng mỉm cười không thôi. Trong trí nhớ của nàng, đó là lần đầu tiên cô mẫu cho phép nàng được tươi cười, không cần sợ hãi cô mẫu. Nhưng trong giờ phút này đây, nàng lại thích nụ cười mang theo kiêu ngạo đắc ý của cô mẫu nàng. Có lẽ kiêu ngạo mà mỉm cười thông dong bình tĩnh như vậy mới là điều dụng tâm mà nàng phải truy tìm đến nửa đời còn lại. Đêm đầu tiên Như Ý hồi cung, hoàng đế không đến Dực Khôn cung thị tẩm nàng mà vẫn triệu hạnh thư tần như thường, cho nên rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Như Ý cũng đã định lại tinh thần, cho nên không dám sơ sẩy mà đến Trường Xuân cung thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu dặn dò vài câu, hỏi kỹ nàng có quen ẩm thực hay không, rồi liền cho mọi người lui về. Thuần Phi thấy nàng đi ra, tất nhiên là vui vẻ. Ngược lại, Gia Tần và Tuệ Quý Phi đối với nàng vẫn luôn thản nhiên như thường, cũng không thân thiết. Còn A Nhược thì đối với nàng nhượng bộ lui binh, làm như không thấy, có lẽ như vậy cũng tốt. Sau 3 ngày Như Ý ra khỏi lãnh cung, hoàng đế cũng thường đến thăm hỏi nàng, nhưng vẫn chưa triệu hạnh nàng thị tẩm. Vì thế mọi người đều không hiểu cái ân sủng này là thế nào. Vào một ngày lập đông, mọi người trong cung đều làm món gia yến ăn sủi cảo. Cái gọi là món gia yến ăn sủi cảo là vào lúc giao mùa giữa mùa thu và mùa đông. Tần Phi trong cung thấy nhàm chán, cho nên tự tay đi làm sủi cảo để dâng lên hoàng đế. Hoàng đế sau khi đi kinh giao thăm dò chuyện trồng trọt, thì trở về cung nghe hoàng hậu nói đến chuyện ăn sủi cảo, cho nên liền thấy vui vẻ mà ở lại Trường Xuân cung dự tiệc. Tất nhiên, đám Tần Phi rất muốn nổi bật, cho nên ngoại trừ làm mấy món ăn tầm thường, thì có làm thêm vài món hải sản, dưa chua, nhưng cuối cùng chỉ có món của hoàng hậu và thư tần là có tâm tư nhiều nhất.
Sủi cảo của hoàng hậu được làm bằng rau xanh trắng nõn đơn giản, nhưng là vì dùng rau xanh cải thảo dự trữ cho mùa đông, thể hiện sự cần kiệm trong đồ ăn, cho nên hoàng đế khen ngợi không thôi. Còn món sủi cảo của Thư Tần thì lại khiến hoàng đế chảy ra nước mắt khi cắn một miếng. Sau đó hoàng đế lại dùng thêm một chén rượu nữa mới thấy ổn thỏa. Thư Tần cười nói, sau này hoàng thượng ăn sủi cảo thì sẽ không quên món sủi cảo này của thần thiếp. Hoàng đế cười nói, hoàng hậu, nàng thấy bộ dáng khác người của Thư Tần so với Tuệ Quý Phi ngày xưa thế nào? Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười nhưng không nói gì. Tuệ Quý Phi ghen tuông nói, hoàng thượng nếu đã thích bộ dáng khác người của Thư Tần thì cứ thích đi, cần gì phải so sánh với thần thiếp chứ. Như Ý mang theo một bình giấm chua đến cười nói, tay nghề của thần thiếp không so được với các tỷ muội, cho nên món sủi cảo cũng không được ngon, cho nên mới cố ý mang đến một bình giấm chua. Ăn sủi cảo không thiếu được giấm chua, cho nên thần thiếp cũng coi như gỡ gạt lại món sủi cảo một chút. Nụ cười mỏng manh của hoàng đế mang theo cái ấm áp dị thường. Nếu ăn sủi cảo mà không có giấm chua thì tất ăn sẽ không ngon. Cái giấm chua của nàng mặc dù không phải là cái quan trọng nhất nhưng lại là cái không thể thiếu được. Hoàng hậu cười nói, nhàn phi, khó trách hoàng thượng luôn luôn yêu thương, lo lắng cho muội nên mới đưa muội ra lãnh cung như vậy. Như Ý không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, chỉ cười nhẹ nhàng. Có hoàng hậu nương nương ngày đêm lo lắng, phu thê hoàng thượng, hoàng hậu đồng tâm, tất nhiên là đều lo lắng cho thần thiếp. Nàng quay đầu nhìn thần quý nhân nói, A Nhược, muội cũng như vậy có phải hay không? Lúc này A Nhược đã là phi tần của hoàng đế, Như Ý vẫn còn giữ cái xưng hô như trước, hiển nhiên là chưa từng xem trọng nàng. Trong mắt thần quý nhân chợt lóe lên một tia tức giận, cố nén không dám thể hiện, chỉ ngẩng đầu uống hết ly rượu. Hoàng đế nhìn A Nhược ôn hòa nói, thần quý nhân nên vui vẻ mà uống rượu mừng đi. Thần quý nhân nên vì chủ cũ Như Ý, cho nên hãy vui mừng Như Ý thoát được oan khuất. Rốt cuộc trẫm cũng biết nàng ấy không phải mưu hại hài tử của Nghi Tần và Mai Tần rồi. Từng câu từng chữ của hoàng đế đều rõ ràng, gọi A Nhược là thần quý nhân. Còn đối với Như Ý thì gọi đúng tên, cái gọi là thân tình sớm đã rõ rệt. A Nhược hận nhất là người bên ngoài nhắc đến việc Như Ý là chủ cũ của nàng, cho nên khuôn mặt A Nhược sớm đã đỏ bừng, nắm ly rượu trong tay mà run rẩy. Hoàng đế nói xong chỉ cười nói, vì tâm ý chủ tớ của nàng, trẫm sẽ phong nàng làm thần tần, ý của nàng như thế nào? Chợt phong tần như vậy, so với ân sủng ngàn vạn, xuất thân hiển hách của Thư Tần thì đều thua xa, cho nên mọi người đều thấy vô cùng bất ngờ. Chức tần được xem là chủ vị của một cung sẽ khiến cho thân phận càng thêm quý trọng. Hoàng hậu không khỏi biến sắc, gia tần nhịn không được nói, hoàng thượng yêu thích thận muội muội đến như vậy sao? Thận muội muội cùng ở Khải Tường cung với thần thiếp, nếu như vậy Khải Tường cung có hai vị chủ tử sao ạ? Hoàng đế chỉ ngẩng đầu uống ly rượu, khẽ cười nói, tất nhiên rồi. Gia tần cố gắng nhẫn nhịn oán nộ, cắn môi không thôi. Nàng liếc mắt A Nhược một cái. A Nhược không ngờ mình được ân thưởng như vậy, vốn là nàng nên vui mừng, nhưng cái vui mừng kia cũng là khiến hao binh tổn tướng. Nàng đành phải đứng dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà hành lễ, thần thiếp đa tạ hoàng thượng ưu ái. Hoàng hậu cười đến cực nhu hòa nói, kính sự phòng vừa mới đến đang ở bên ngoài chờ đợi, xem ra tối nay hoàng thượng không cần lật bài tử nữa rồi, hoàng thượng tất nhiên là sẽ muốn ở bên cạnh thần tần. Hoàng đế nắm chặt tay hoàng hậu nói, quả nhiên hoàng hậu hiểu rõ tâm ý của trẫm. Hoàng hậu nhìn A Nhược ôn hòa nói, như vậy đi thần tần, muội về trước chuẩn bị đi, rồi để đến tối đến dưỡng tâm điện thì tẩm. Những lời này được xem là giải vây cái xấu hổ của A Nhược, cho nên nàng liền đứng dậy mà lui về. Gia Tần nói muốn trở về chăm sóc Tứ A Ca, cho nên cũng đứng dậy cáo từ. Hải Lan mang long thai, cho nên cũng không tiện ở lại lâu, liền cùng Như Ý quay về, chỉ chừa lại Thư Tần và Mai Tần ở lại hầu hạ, cho nên hoàng đế thích ý thập phần. Như Ý đỡ tay Hải Lan bước ra khỏi Trường Xuân Cung, thì đã thấy Gia Tần đứng trước mặt Thận Tần cười lạnh không thôi. Đừng tưởng rằng được phong chức tần thì sẽ không coi ai ra gì. Khải Tường cung chỉ có một chủ vị, đó chính là bổn cung. Cho dù cô có chức tần thì cũng nên nghĩ đến tôn ti cao thấp. Cái họ Tác Xước Luân Thị của cô bất quá cũng chỉ là một cái họ bé nhỏ. A Mã cô có công trị thủy nhưng cũng chỉ là thủ hạ hầu việc của phụ thân Tuệ Quý Phi, là một tri phủ nhỏ nhoi mà thôi. Tân Yên là cung nữ bên cạnh A Nhược đỡ lấy tay nàng. A Nhược cũng không chút nào khiếp sợ, chỉ cười dài nói, tỷ tỷ có chức tần
ta cũng có chức tần, nhưng vì ta nhỏ tuổi hơn tỷ tỷ, cho nên ta mới xem tỷ tỷ là tỷ tỷ. Thế nhưng mọi người đều là thiếp thị của hoàng thượng, cùng ngồi chung với nhau thì có ai cao quý hơn ai đâu. Gia Tần tức giận đến mức thần sắc đại biến, liền khoe khoang thân phận. Cùng ngồi chung với nhau sao? Bổn cung là mẹ đẻ của Tứ A Ca. Mai Tần tuy rằng xuất thân ở Nam Phủ, nhưng dù sao cũng đã từng mang thai. Thư Tần lại càng không nói tới, là nữ nhi của Diệp Hách Na Lạp Thị, lại được đích thân Thái Hậu ban thưởng cho Hoàng thượng. Nếu xét về việc ngồi ở bàn thì tất nhiên bổn cung phải ngồi trước, sau đó đến Mai Tần và Thư Tần. Cô bất quá chỉ là nằm dưới ở đáy mà thôi. Thị nữ của Gia Tần là Lệ Tâm, miệng lưỡi cũng lanh lợi, lập tức nói, còn chưa kịp chúc mừng thần Tần nương nương, vì chủ cũ của nương nương là Nhàn Phi nương nương, cuối cùng cũng ra khỏi lãnh cung, cho nên hoàng thượng mới ban chức Tần cho cô. Luôn nói nương nương và Nhàn Phi nương nương có tình cảm chủ tớ, kỳ thật ngẫm lại cũng không thấy lạ. Năm đó nương nương tố giác Nhàn Phi nương nương độc hại hoàng tử, Mai Tần và Nghi Tần. Hôm nay hoàng thượng lại nói ra lời vàng ý ngọc rằng Nhàn Phi nương nương bị oan. Nô tỳ thấy cái ban cho chức Tần này đúng là cái tát vào mặt nương nương. A Nhược vội buông tay thị nữ, nhìn không được liền chạy lên tới tát Lệ Tâm một cái. Trên tay nàng đang mang theo đôi hộ giáp đồi mồi, cho nên cái tát kia dùng lực thật mạnh. Hai má trắng nõn của Lệ Tâm còn lưu lại hai vết máu. Lệ Tâm có chút kinh hoảng, mặc dù nước mắt chảy ra đầm đìa, nhưng lại bụm mặt không dám lên tiếng. Đôi mắt Như Ý lạnh lẽo cười nói, nơi này gió lớn, có muốn về trước hay không đây? Hải Lan vỗ về cái bụng nói, chuyện hay như vậy, hài tử trong bụng muội cũng nên xem nhiều một chút. Như Ý thay Hải Lan chỉnh sửa lại chiếc mũ trùm đầu, hai người nhìn nhau cười nói, rồi đứng ở một nơi bí mật gần đó mà quan sát Gia Tần và Thận Tần. Gia Tần thấy Lệ Tâm bị đánh, vẻ mặt liền chuyển sang ôn hòa tươi cười dịu dàng nói, ai chà, cùng là nô tài với nhau mà tội gì người nhà đánh với nhau vậy chứ. Lệ Tâm, tốt xấu gì người nhà của ngươi giờ đây đã trở thành tiểu chủ, ngươi nhận một cái tát của nàng ta thì cũng nên nghĩ đến cách bò đến long sàn của hoàng thượng đi. Lệ Tâm bậm mặt nói, nô tỳ không dám vô liêm sỉ mà vụng trộm câu dẫn hoàng thượng sau lưng chủ tử của mình như vậy, lại càng không dám ruồng bỏ chủ tử mà hãm hại chủ tử. Mặc kệ Thận Tần nương nương có bao nhiêu bàn tay thì nô tỳ không dám học những bản lĩnh hạ lưu thế này. Gia Tần liên tục gật đầu mỉm cười, chợt vươn tay đánh A Nhược một cái bạt tai. Cái tát này dùng lực lại mạnh mà lại nhanh, A Nhược không kịp phòng bị, cho nên chống đỡ không được. Gia Tần cười đến tự đắc, cái tát này là muốn dạy cho cô biết, tôn ti là ở trong lòng người, đừng tưởng rằng có được vị phân là được hoàng thượng sủng hạnh. Mọi người đều không quên ngươi đã dùng thủ đoạn hạ lưu thế nào để dụ dỗ hoàng thượng đâu, ngay cả đám nô tài cũng không xem cô ra gì cả. Gia Tần đắc ý cười vang, rồi đi về Khải Tường Cung. A Nhược chậm rãi vỗ về hai má, cười nói, Tần Yên, ngươi xem, ai ai cũng đều xem thường ta, cho dù ta được ban chức Tần, nhưng trong mắt các nàng ta, ta cũng chỉ là một nô tỳ mà thôi, vĩnh viễn không thể thoát được cái xuất thân nô tỳ. Tần Yên vội đỡ lấy nàng, ôn tồn nói, tiểu chủ đừng để trong lòng, Gia Tần chỉ ỷ vào việc sinh hạ được hoàng tử mà thôi, nàng ta cũng chỉ là cống phẩm của bọn dị tộc mang đến. Tiểu chủ là mang huyết thống Mãn Châu thuần khiết, ngày sau nếu sinh hạ được hài tử thì sẽ tôn quý hơn nàng ta. Cho dù tiểu chủ không có hài tử thì hoàng thượng cũng sẽ sủng ái tiểu chủ như vậy. A Nhược cười như muốn khóc, ngươi thấy hoàng thượng đúng là sủng ái ta sao? Tần Yên ngạc nhiên nói, tiểu chủ bị sao vậy? Hoàng thượng luôn lật thẻ bài của tiểu chủ, lại luôn ban thưởng nhiều nhất. Cho dù Thư Tần được sủng ái, nhưng hoàng thượng vẫn chưa quên tiểu chủ đâu. Tiểu chủ xem, Gia Tần kiêu ngạo như vậy, bất quá cũng chỉ là đố kỵ với tiểu chủ mà thôi. Thần sắc A Nhược thê lương, liên tục gật đầu nói, đúng vậy, các nàng ta đều đố kỵ ta, các nàng ta đều đố kỵ bổn cung. Nhưng là ai khiến ta trở thành người, bị người khác đố kỵ như vậy chứ? Mấy năm nay ta được thừa sủng, trừ hoàng hậu với Tuệ Quý Phi, cơ hồ những người khác đều không thích ta. Ngay cả Tuệ Quý Phi cũng đôi khi chăm chọc, khiêu khích ta. Đến cùng là ai khiến ta trở thành người đối địch với nhiều người như vậy? Nàng càng nói càng bi thương, hoàng thượng lật bài tử của ta nhiều nhất, nhưng có ai biết được. Nàng nói tới đây, liền che miệng không dám lên tiếng nữa, chỉ sợ hãi nhìn xung quanh bốn phía, bi thương rơi lệ. Tần Yên thấy khó hiểu, chỉ đành phải nói, tiểu chủ đừng thương tâm, hôm nay là ngày tiểu chủ được phong tần, tối nay lại được thị tẩm, nô tỳ sẽ đưa tiểu chủ hồi cung, thay tiểu chủ lấy trứng gà luộc xoa lên mặt, đừng để hoàng thượng nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Tần Yên nói xong liền đỡ lấy A Nhược rời đi.
Như Ý nghe được cũng có chút nghi hoặc, liền hỏi: Hoàng thượng lật bài Tử A Nhược nhiều nhất, chẳng lẽ không thị tẩm sao? Hải Lan cũng thấy nghi ngờ, mấy năm nay A Nhược có thể xem như ân sủng thâm hậu, hoàng thượng đối với nàng ta cũng có chút hậu đãi, nhiều lần tấn phong ban thưởng, có cái gì không ổn đâu chứ. Nhưng mà nghe lời này của nàng ta, đúng là bên trong có duyên cớ. Như Ý lạnh lùng nói, vinh hoa phú quý đều là do chính nàng ta mong cầu, tất nhiên loại khi dễ nhục nhã này cũng do nàng ta tự mình chuốc lấy, thì có gì phải oán hận chứ. Nàng đỡ lấy tay Hải Lan, ta thấy bữa tối muội ăn rất nhiều, đừng chống cự nữa, cũng nên truyền Giang Thái Y xem sao. Hải Lan quay về cung, liền uống ngụm trà tiêu thật, cười nói, mới uống chút trà mà bây giờ lại cảm thấy đói bụng. Diệp Tâm, ngươi đến phòng bếp xem có cái gì ăn không. Diệp Tâm đáp ứng đi ngay. Như Ý nói, tuy lúc mang thai khẩu vị sẽ không được tốt, nhưng tại sao ngược lại muội lại luôn thấy đói và trên người lại mập như vậy nhỉ? Hải Lan cười khổ nói, muội còn có cách gì nữa chứ, nếu ăn ít đi chỉ sợ hài tử trong bụng thấy mệt mà thôi. Hai người đang nói chuyện thì Diệp Tâm mang một cái bánh bao và một chén tôm đã bóc vỏ đến. Hải Lan vừa ăn xong thì Giang Dữ Bân tiến vào thỉnh an nói, nhàn phi nương nương vạn phúc, hải quý nhân vạn phúc. Như Ý cười nói, không có chuyện gì mà cũng phiền khanh đến đây. Khanh xem hải quý nhân đang mang thai mà mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, khẩu vị tốt đến mức khiến người khác kinh sợ, khanh xem có tốt không. Giang Dữ Bân chẩn mạch nhìn cái đĩa không trên bàn nói, khẩu vị hải quý nhân rất tốt, cho nên không sao đâu ạ. Đang nói thì Lục Ngân dâng chén thuốc lên nói, thuốc dưỡng thai đã nấu xong, quý nhân uống nhanh đi ạ. Hải Lan bưng chén thuốc lên định uống thì Giang Dữ Bân lập tức chặn lại nói, tiểu chủ vẫn hay dùng thuốc dưỡng thai sao ạ. Hải Lan lập tức cảnh giác, bỏ chén thuốc xuống nói, sao vậy, có gì không ổn sao? Hương vị có chút khác lạ. Giang Dữ Bân lập tức bưng chén thuốc lên để ngửi, rồi lệnh cho Lục Ngân, ngươi mang thuốc đến cho ta xem nào. Lục Ngân liền lập tức đi, một lát sau mang thuốc đến. Giang Dữ Bân nắm lấy thuốc trên tay để ngửi, rồi lấy một chút đặt trong miệng ăn thử, ngạc nhiên nói, kỳ quái, hương vị tuy rằng không đúng, nhưng cũng không phải là loại thuốc hại người. Như Ý vội la lên, vậy cái đó là cái gì? Giang Dữ Bân nói, vi thần quả quyết chắc chắn là đúng, vi thần kê thuốc dưỡng thai, xem ra là bị người khác thêm cái gì khác vào, nhưng thứ này không phải là thứ xấu, chỉ là hảo dược khai vị, nhưng đích xác là không phải vi thần kê đơn. Như Ý suy nghĩ rồi nói, hảo dược khai vị ư, có phải là thuốc kích thích khẩu vị, khiến con người ăn không ngừng nghỉ, sau đó béo phì lên, một khi đã béo phì lên thì... Giang Dữ Bân nói, khiến cơ thể béo phì lên cũng là điều bình thường, chỉ là hải quý nhân mập hơn so với bình thường, ước chừng là có liên quan đến vị thuốc này. Nếu cơ thể mập lên bất thường thì da thịt trên người sẽ không chịu nổi và sẽ dễ dàng xuất hiện vết thâm rạn nứt. Dĩ nhiên Hải Lan hiểu rõ, trong mắt xuất hiện bi thương và phẫn hận, loại vết thâm rạn nứt này sẽ vẫn còn ở trên cơ thể cho dù sinh xong, vẫn còn bám mãi trên da thịt suốt đời, không có cách nào chữa trị, người khác nhìn vào sẽ thấy kinh sợ, không dám gần gũi nữa, có phải hay không? Giang Dữ Bân trợn mắt há mồm, quý nhân nói như vậy chẳng lẽ? Hải Lan nắm chặt đôi tay, giọng căm hận nói, dĩ nhiên khi đã xuất hiện trên người thì không thể diệt trừ tận gốc được. Giang Dữ Bân lẫm liệt nói, quý nhân yên tâm, vi thần nhất định sẽ tận tâm tận lực thay quý nhân tìm ra dược tính để trừ bỏ vết thâm rạn nứt kia. Hải Lan gật đầu rưng rưng nói, khanh đúng là có tâm, chỉ là thuốc của ta vẫn luôn để cho Lục Ngân trông coi, Lục Ngân là người đáng tin, nhưng vì sao loại thuốc khai vị này lại dễ dàng bỏ thêm vào được vậy chứ? Lục Ngân hoảng sợ vội quỳ xuống nói, xin tiểu chủ minh giám, nô tỳ đi đến thái y viện lãnh thuốc, luôn luôn cẩn thận bảo quản thật kỹ, sau đó nấu thuốc rồi đưa đến trước mặt tiểu chủ, mọi việc đều không có người bên ngoài nhúng tay vào. Nô tỳ lại càng không hiểu được dược liệu này là gì, cho nên hoàn toàn không dám tự tiện thêm thuốc vào trong ạ. Giang Dữ Bân trầm ngâm nói, phương thuốc là vi thần kê đơn, dược liệu là người thái y viện lấy, nhưng người ở thái y viện lại nhiều như vậy, chắc chắn trước khi giao thuốc đến tay Lục Ngân cô nương thì đã có người động tay động chân vào rồi, sau khi trở về vi thần sẽ kiểm tra lại xem sao. Hải Lan nhẫn nhịn nước mắt, sắc mặt cũng dần bình tĩnh, trầm ngâm nói, việc này phải điều tra trong im lặng, không được để lộ ra ngoài. Giang Dữ Bân thấy nghi hoặc, Như Ý ngậm hận ý thở dài nói, nếu là ta cũng sẽ quyết không thể tin tưởng người bỏ thêm cái thứ thuốc này là vì muốn muội tốt đẹp, thật sự đáng sợ và đáng giận.
Chỉ là việc này nếu để người khác biết, hoàng thượng cũng chỉ sẽ cho rằng người nọ là vô tâm mà làm, cũng chỉ vì hảo ý, sẽ nghĩ chúng ta có tâm ý tiểu nhân, cho nên việc này không thể nói ra ngoài được. Hải Lan nắm chặt hai tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Cái kế sách như vậy đúng là lợi hại, muội xem như nhớ kỹ việc này, chỉ là Giang Thái Y, về sau làm phiền nhiều tâm tư của Khanh. Giang Dữ Bân thẹn thùng nói, lúc Nhàn Phi nương nương còn ở trong lãnh cung, vi thần khó tránh khỏi phân tâm, không thể chu toàn về mọi mặt, cho nên đây cũng là do vi thần thất trách. Sau này vi thần nhất định sẽ phá lệ cẩn thận. Với lại sau khi quý nhân sinh xong, vi thần cũng sẽ cố gắng điều chế một loại thuốc mỡ để cho quý nhân đánh tan vết thâm kia. Hải Lan lẳng lặng nhìn sắc trời bên ngoài tối đen như mực, phảng phất như nhìn thấy con đường phía trước của chính mình cũng đen như vậy. Có chút lệ quang chợt lóe trong mắt nàng, cuối cùng nàng cũng nhẫn nhịn xuống, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, muội chỉ có tỷ tỷ và hài tử mà thôi. Như ý chỉ biết vỗ về an ủi Hải Lan vài câu rồi ôm nàng vào lòng.